Sau một thời gian vắng bóng máy dầu thì hôm nay Butterfan vô gầm cao đã cập nhật thêm được một phiên bản Santa Fe phun dầu đặc biệt được sản xuất năm 2015. Với chiếc Santa Fe phiên bản phun dầu 2015 này thì chúng ta được trang bị full công nghệ option cùng với những tính năng hiện đại kèm theo. Ngoài ra thì chủ nhân cũ đã lên cho chúng ta một số đồ chơi khá là hay ho với chiếc Santa Fe phiên bản phun dầu này. Đầu tiên thì em sẽ đi luôn về phần nội thất của chiếc xe để mọi người có thể đánh giá chi tiết nhất. Một chiếc xe trải qua sau gần chục năm sử dụng thì chất lượng còn xa giao. Đầu tiên thì đó là vị trí ghế phụ này. Con này thì cả ghế lái và ghế phụ của chúng ta đều được trang bị chỉnh điện đa hướng. Riêng phần ghế lái còn trang bị thêm tính năng như ghế hai vị trí. Đây là vị trí điều chỉnh ghế phụ với chức năng chỉnh điện này. Với thiết kế ghế bọc da màu đen khá là cao cấp, có đệm ghế mà ghế này, đệm ghế chúng ta được trang bị lỗ thông hơi. Cảm giác thoải mái dễ chịu nhất khi vận hành. Mà ghế phần tựa lưng này, tựa đầu còn khá là căng cho chúng ta. Vị trí trung tâm phần tablo thì thiết kế cũng khá là gọn gàng, khoa học. Một cốp đồ chứa được khá là nhiều dụng cụ ở cái vị trí ngay cho vị trí ghế phụ này. Cửa gió điều hòa thì rất là dễ dàng điều chỉnh mức gió cũng như là điều chỉnh hướng gió. Với phiên bản cao cấp này thì chúng ta được trang bị khá là nhiều túi khí an toàn. Cả vị trí ghế lái, ghế phụ, vị trí phần tablo này, các chi tiết trên xe với các tông màu kết hợp với nhau rất là khoa học, rất là sang trọng với một mẫu xe phiên bản cao cấp nhất. Đây là các chi tiết con ốc trên phần cột A của chiếc xe. Các chi tiết con ốc này, mọi người thấy quan sát nhé. Màu sơn đánh dấu sản xuất hay là các chi tiết con ốc chất liệu kim loại, không có dấu hiệu cậy mở. Với phiên bản dầu thì chúng ta khá là kinh tế cho cái chi phí vận hành. Nó chỉ ăn vào khoảng 6-7 lít cho 100 km. Nhiên liệu dầu các chị nhé. Hệ thống âm thanh của chiếc xe chúng ta sẽ được trang bị hai phần âm thanh này. Phía bên dưới ở trung tâm giữa và phía bên trên một cái loa chét nhỏ phía bên trên của chiếc xe này. Và đây là chi tiết phần táp ly cánh cửa cho vị trí ghế phụ. Gần như là cái phần da của chúng ta không có dấu hiệu xước sát đáng kể nào. Tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng này, phím chỉnh kính lên xuống sắc nét, không bong chóc hao mòn. Và thiết kế phím bấm của chúng ta khá là cao cấp khi được bọc đầu mạ chrome, càng tăng thêm sự sang trọng cho chiếc xe này. Và đây là các chi tiết ốp da phía bên dưới. Mọi người quan sát nhé, một chiếc xe 2015, nhưng mà chiếc xe này được giữ gìn khá là kỹ lưỡng cũng như là thường xuyên vệ sinh nên chất lượng còn khá là ok, rất là đẹp cho quý khách hàng. Vị trí để chai nước cũng như để đồ cho chiếc xe Santa Fe 2015 này, phần chứa để đồ bên dưới khá là rộng rãi chúng ta. Đây là con ốc ở phần táp ly cánh cửa, vị trí ghế phụ rất là sắc nét, không dỉ xét, không cậy mở các chị này. Với chiếc Santa Fe 2015 này thì bên em sẽ cam kết cho các bác là keo chỉ nguyên vẹn, nguyên zin cho các bác, không mất một phân keo chỉ nào. Túi đồ cho hành khách ngồi ở hàng ghế phía sau. Và đây là chất lượng phần ghế da cho hàng ghế thứ hai của chúng ta này. Với hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ được trang bị cửa gió điều hòa ở phần cột B. Điều chỉnh rất là dễ dàng và mát sâu các nhá. Điều chỉnh hướng gió này, mức gió. Em thấy là cái vị trí đặt ở cửa gió điều hòa ở cột B này khá là thuận tiện sử dụng cũng như là tạo cảm giác mát chịu, dễ chịu nhất cho chúng ta trong cái khoang nội thất chiếc Santa Fe 2015 này. Ngoài ra thì bác chủ cũ trang bị cho hai bộ màn hình giải trí cho vị trí hàng ghế phía sau. Chúng ta ngồi ngay ở hàng ghế phía sau cũng có thể trải nghiệm được cái màn hình đa phương tiện như thế này. Cửa sổ nóc toàn cảnh panorama thì có thiết kế khá là rộng đến hết hàng ghế thứ hai nhá. Trong cái không gian một chiếc xe ô tô 7 chỗ thì với cái cửa sổ nóc này nó thoải mái, dễ chịu và chúng ta có thể thấy là cái không gian trong xe thoáng đãng hơn rất là nhiều với mẫu xe mà được trang bị cửa sổ nóc toàn cảnh này. Đây là keo chỉ xung quanh cho vị trí hàng ghế phía sau này. Bậc lên xuống thì chúng ta có thể di chuyển lên xe một cách thuận lợi, dễ dàng. Và cái phần ốp bậc này để chống xước cho cái phần cửa lên xuống của chúng ta là cái vị trí chúng ta bước lên xe dễ chảy xước nhất. Và nhất là trẻ em thì thường vịn vào những cái vị trí cửa này để bước lên xe, bảo vệ tối ưu nhất chiếc xe này rồi. Đây là các con ốc trên phần cột B của chiếc xe này, khá là sắc nét. Tay nắm cửa form 2015 của chúng ta thì vẫn được trang bị một tấm rèm che nắng cho vị trí hàng ghế phía sau. Hộc để đồ, để chai nước này, phím bấm này, tay nắm cửa khá là sắc nét. Hàng ghế phía sau chúng ta sẽ được trang bị khóa an toàn dành cho trẻ em, cũng như là mọi người sẽ quan sát luôn các chi tiết con ốc này. Chất lượng con này thì 2015 thì bên em vẫn cam kết cho các bác là máy số zin, thân vỏ zin, keo chỉ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kim nước. Và con này thì được trang bị một cái tính năng nữa là tính năng cốp điện các bác nhá. Với tính năng cốp điện này thì chúng ta dễ dàng thao tác sử dụng và đỡ mất sức hơn cho cái phần khoang cốp này. Hiện tại thì hàng ghế thứ 3 đang được gập phẳng để tăng diện tích khoang chứa đồ. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 3 chúng ta sẽ đặt ở vị trí này này. Mọi người quan sát nhá.
cửa gió điều hòa là chúng ta được trang bị phân vùng độc lập nên rất là dễ dàng thao tác thôi. Các vị trí như là bệ tí tay, để ly, để cốc, cổng sạc 12V được trang bị đầy đủ cho chúng ta ở cái vị trí cuối cùng chiếc xe này. Phía dưới này là bộ dụng cụ sửa chữa, kia một cốp đồ, chúng ta có thể để dụng cụ đồ ướt hay là giày dép trong một chuyến du lịch. Những đồ bẩn vào cái khoang cốp này rất là tiện này. Hai tia điện chống đỡ khá là chắc chắn cho cái phần khoang nắp cốp này. Với mẫu 2015 thì chúng ta cũng không đòi hỏi nhiều với cái tính thẩm mỹ, nhưng con này thật sự là cái vẻ ngoài của chiếc xe còn giữ gìn khá là đẹp. Một chút xước sát nhẹ ở phía xung quanh chiếc xe này thôi, không đáng kể. Và đây là phần con ốc này, phần keo chỉ này. Màu sơn đánh dấu nhà sản xuất các anh chị nhá. Các chi tiết đánh dấu của nhà sản xuất còn rất là đậm, chất lượng còn cực kỳ ok. Con này được trang bị tính năng cốp điện này. Chúng ta chỉ cần khởi động đóng mở bằng một cái phím bấm rất là tiện lợi này thôi. Và nếu như mở ra thì chúng ta cũng chỉ cần khởi động bằng một nút bấm ở ngay phía dưới phần khoang cốp này. Không phải dùng tốn một chút sức lực nào với cái chiếc Santa Fe 2015 phiên bản phun dầu đặc biệt các chị nhá. Con này hiện tại em đang chào bán với mức giá chỉ hơn 6 đồng thôi. Một cái mức giá rất hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu cho chi phí đi lại của chúng ta với một mẫu xe 7 chỗ gầm cao. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế phía sau ở bên sau ghế lái này. Từ phần táp ly cánh cửa, khóa chốt an toàn, các chi tiết con ốc. Tấm rèm che nắng của chúng ta là trong cái mùa hè nóng bức này thì cái tấm rèm che nắng này rất là cần thiết cho nội thất bên trong chiếc Santa Fe. Và đây là phần vị trí để đồ này. Cột B của chiếc xe các bác nhá. Các chi tiết còn khá là sắc nét, túi để đồ. Cái màn hình của chúng ta thì được trang bị cho hai bên. Mọi người thấy quan sát này, rất là tiện nhá. Bác chủ cũng khá là đầu tư cho chiếc xe này, phục vụ tối ưu cho gia đình mình trải nghiệm ở trong cái không gian nội thất chiếc Santa Fe 2018 này. Vị trí ghế giữa kiêm luôn bệ tỳ tay. Và chúng ta kiêm một hộc đồ để chứa ly, chứa cốc ẩn vào sau này, rất là gọn gàng. 665 triệu đồng là giá mà bên em chào bán với chiếc Santa Fe 2015 này. Đến vị trí cuối cùng là cái vị trí trung tâm của chiếc xe này, mọi người quan sát này. Khi nãy thì em có giới thiệu qua là con này được trang bị cả ghế lái và ghế phụ chỉnh điện đa hướng rồi. Riêng ghế lái trang bị tính năng nhớ ghế hai vị trí và cài đặt ở vị trí này. Hai tài xế thường xuyên thay đổi nhau thì không phải cài đặt dịch ghế theo ý muốn nữa, mà chúng ta chỉ cần khởi động cái chế độ cài đặt này thì nó sẽ dịch về vị trí mà chúng ta cài đặt ban đầu. Các phím bấm chỉnh gương, chỉnh kính auto này khá là sắc nét. Tay nắm cửa mạ chrome là cái vị trí sử dụng nhiều nhất mà mọi người theo quan sát là còn cực kỳ đẹp. Bậc lên xuống này, tem mác của chiếc xe. Các con ốc ở phần cột B 2015 gần chục năm sử dụng rồi, không có dấu hiệu gì xét vào, còn rất là sáng bóng của chúng ta. Và đây là cuối cùng vị trí là cột A của chiếc xe này, các bác quan sát luôn. Không có dấu hiệu cậy mở các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản đến từ con ốc. Cửa gió điều hòa cho vị trí trung tâm này. Ở phần trung tâm của chúng ta thì sẽ được trang bị rất là nhiều cửa gió điều hòa hỗ trợ mát sâu, hỗ trợ tối đa tiện ích cho vị trí cả ghế lái và ghế phụ. Chế độ tiết kiệm nhiên liệu Active Eco này, khóa V-size trung tâm cho phiên bản 2 cầu. Với phiên bản phun dầu của chúng ta sẽ là phiên bản động cơ 2 cầu 4 bánh 4WD. Chế độ đổ đèo này, tăng giảm độ sáng màn hình LCD cùng với hệ thống chống trơn trượt. Trên vô lăng bọc da này chúng ta sẽ được trang bị với các tính năng sau. Vô lăng thì thiết kế 4 chấu nhé. Phần tay cầm của chúng ta thì có những lỗ thông hơi này, giảm ra mồ hôi tay, rất là dễ chịu cho chúng ta khi vận hành chiếc xe này trong một quá trình dài. Các phím bấm sắc nét này, tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Và phía bên đây thì chúng ta còn trang bị thêm ga tự động cruise control. Cái tính năng ga tự động cruise control này khá là cần thiết cho chúng ta khi sử dụng trên đường. DNO thông minh start stop và màn hình giải trí Android cỡ lớn được tích hợp thêm trên chiếc Santa Fe 2015 này rồi. Với màn hình giải trí Android cỡ lớn này, chúng ta sẽ có thể kết nối Bluetooth, điện thoại FM radio. Và màn hình trang bị thêm này, chúng ta có thể xem cả YouTube nữa các chị nhé. Các chi tiết trên xe này còn rất là đẹp. Thiết kế cửa gió điều hòa hai bên khá là cân xứng và tạo điểm nhấn bởi vì nó rất là giống đầu con voi. Mọi người quan sát nhé, hai cái tai và thiết kế bên dưới giống cái voi rồi. Cửa gió điều hòa này, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có lọc không khí clean air luôn. Phía bên dưới đây là các chi tiết kết nối như cổng AUX, cổng USB, cổng sạc 12V hay là châm thuốc này. Quanh củ số bọc da là chúng ta sẽ được trang bị một số tính năng cao cấp nữa. Đó là tính năng sưởi ghế cho vị trí hàng ghế trước. Với cái tính năng sưởi ghế cho hàng ghế phía trước này, mùa đông chúng ta không sợ bước vào xe mà không gian lạnh lẽo rồi, rất là ấm áp các bác nhé. Phanh tay điện tử và phanh auto hold được trang bị trên chiếc xe này rồi.
Và mọi người thể quan sát nhé, củ số cũng rất là đẹp, không có sờn hay là hao mòn đáng kể. Vị trí để ly này, để nước ở cái phần bệ tỳ tay thiết kế gọn gàng, tiện lợi. Bệ tỳ tay kiêm một cốp đồ rộng rãi ngay phía sau chiếc xe này luôn. Phần gương chiếu hậu có tính năng chống chói tự động cho các bác luôn này. Các chi tiết trên xe còn rất là đẹp nhé. Một chiếc xe 2015 cửa tiền hơn 600. Và các bác cũng thấy rằng là Santa Fe phiên bản phôn dầu thì khá là đắt, phải tầm hơn 1 tỷ chúng ta mới, phải gần 1,5 tỷ chúng ta mới sở hữu được một chiếc xe phiên bản phôn dầu đặc biệt. Và những chiếc xe máy dầu thì nó tiết kiệm chi phí đi lại chúng ta khá là lớn. Vì vậy đây là một mẫu xe đáng để chúng ta bỏ tiền túi ra để sở hữu một chiếc xe đầy đủ tính năng option cũng như là phiên bản phun dầu đặc biệt nhất này nữa. Các chi tiết táp ly cánh cửa này em quay khá là chi tiết cho các bác rồi. Đi luôn về phần ngoại thất của chiếc xe thì em sẽ giới thiệu về cái tổng quan về phần ngoại thất bên ngoài. Form dáng của Santa Fe thì luôn được đứng top đầu phân khúc về thiết kế trẻ trung năng động. Nổi bật cho mặt ca răng thiết kế hình thác nước và ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy 2.0 vẫn được áp dụng trên chiếc Santa Fe 2015 này. Hệ thống chiếu sáng được trang bị là đèn bi gương cầu thủy tinh có tính năng auto. Chế độ rửa đèn pha được trang bị trên chiếc xe này. Chi tiết đèn 2015 nhưng cực kỳ là sáng trong nhá. Hiện tại em đang bật này, em đang bật đèn sáng là các bác có thể quan sát chi tiết nhất với chiếc xe này. Chế độ rửa đèn pha cùng chi tiết đèn gầm của chiếc xe. Mặt ca răng thì sáng bóng với các thanh mạ chrome bản lớn, tạo điểm gắn ngay cho cái phần đầu của chiếc xe này. Logo Hyundai diện tích lớn tăng sự hiện diện thương hiệu cho chiếc xe. Và đây là hệ thống chiếu sáng ở bên cạnh lái này. Các chi tiết đèn cũng rất là căng, nét căng cho các bác rồi. Trên phiên bản phun dầu của chúng ta thì nó sẽ được trang bị một bộ la răng 19 inch là kích thước la răng lớn nhất rồi. Con này thì mới lên một dàn lớp Vaseline cực kỳ là chất lượng, một bộ lốp rất là tốt, khả năng cách âm chống ồn của bộ lốp này còn tốt hơn nữa rồi. Phanh ABS chống bó cứng được trang bị trên cả bốn bánh của chiếc xe. Thông số lốp là 235/55R19 các bác này. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và tay nắm cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm. Phần hông của chiếc xe thì các chi tiết mạ chrome sáng bóng tạo điểm nhấn, tăng thêm sự sang trọng lịch lãm với mẫu Santa Fe 2015 này. Và mọi người thấy là các chi tiết đường gân dập nổi càng tăng thêm sự uyển chuyển mượt mà, đỡ thô ráp cứng của một mẫu SUV gầm cao 7 chỗ. Nổi bật cho phần hậu của chiếc xe đó chính là cặp đèn hậu hình chữ L với các trang bị trên phần hậu của chiếc xe này. Ngay phải ở ngoài của chiếc xe thôi chúng ta đã thấy khá là bắt mắt rồi. Phiên bản 4WD thì có ngay logo ở đây cho các bác nhận diện này. Giải đèn phanh trên cao tăng quan sát cho các phương tiện đi phía sau. Hai ống xả đặt chéo này, cản dưới của chúng ta được sơn mạ bạc, nhìn rất là thể thao, phong cách đậm một chất một chiếc xe SUV và cũng đã được nội đô hóa với chiếc Santa Fe 2015 này rồi. Hơn 6 đồng và có hỗ trợ làm banh. 2015 thì nó sẽ hỗ trợ làm banh khoảng 50% giá trị của xe với bác nào có hộ khẩu Hà Nội nhá. Bác nào có hộ khẩu Hà Nội thì có thể trả góp con này với 50% giá trị của xe này. Chất lượng xe thì bên em cam kết trên văn bản giấy tờ. Đi luôn về phần khoang động cơ thì các bác có thể thấy rằng là em sẽ quay chi tiết luôn cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Với phần khoang động cơ thì các bác có thể quan sát này, con này được vệ sinh khá là sạch sẽ rồi nên chúng ta có thể quan sát dễ dàng với các chi tiết con ốc trên phần thân máy này. Con ốc trên phần của chiếc xe này mọi người có thể quan sát dễ dàng với màu sơn đánh dấu trên sản xuất. Máy dầu thì nó sẽ hơi ồn một chút, đó là nhược điểm duy nhất với một chiếc xe được trang bị động cơ dầu. Với động cơ 2.2 thì con này nó ăn vào khoảng 6-7 lít cho 100km đường hỗn hợp thôi. Dầu lại càng rẻ hơn nữa so với máy xăng rồi. Về chất lượng của xe thì em sẽ cam kết cho các bác những tiêu chí sau: máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy tích ngập nước và bao check kết toàn quốc cho các bác với tất cả các mẫu xe đến với 34 phân vua gầm cao. Tấm nỉ cách nhiệt phía bên trên mọi người quan sát này còn rất là mới, còn rất là chất lượng nhá. Keo chỉ xung quanh cũng như là phần nắp, phần khoang động cơ này còn rất là chất lượng này. Ốc bản lề mọi người quan sát luôn phía bên này nhá, các chi tiết trên xe còn rất là sạch sẽ, rất là mới. Vậy bác nào đang có nhu cầu tìm một chiếc xe máy dầu cửa tiền hơn 6 đồng thì có thể tham khảo với mẫu Santa Fe 2015 của 34 phân vua gầm cao. Màu đen là một cái màu rất là bền và theo thời gian thì màu này nó không bị lỗi mốt cũng như là bền bỉ theo thời gian với những chiếc xe màu đen rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của 34 phân vua gầm cao. Các bác quan tâm cụ thể hơn với chiếc xe này thì có thể kết nối về Zalo
0964 834 834, hoặc các bác có thể đến trực tiếp 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương để trải nghiệm mẫu xe này. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi clip và đừng quên follow kênh để cập nhật những mẫu xe tiếp theo.